Chào mừng quý vị và bạn đã trở lại với kênh YouTube Thời Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 3 đã ra trận đấu muộn của vòng 29 giải Ngoại hạng Anh. Brighton đã giành thắng 3-0 trước Newcastle United để đẩy đội bóng này vào nhóm nguy hiểm. Bảng xếp hạng tạm thời của giải Ngoại hạng Anh, Manchester City dẫn đầu với 71 điểm, đứng hai là Manchester United 57 điểm, Leicester City đứng thứ ba với 56 điểm, Chelsea đứng thứ tư với 51 điểm, West Ham xếp thứ năm với 48 điểm, Liverpool đứng thứ sáu với 46 điểm. Everton đứng thứ 7 với 46 điểm, Tottenham đứng thứ 8 với 45 điểm, Aston Villa đứng thứ 9 với 41 điểm, đứng thứ 10 là Arsenal 41 điểm, đứng thứ 11 là Leeds United 39 điểm, Crystal Palace đứng thứ 12 với 37 điểm, Wolves xếp thứ 13 với 35 điểm, Southampton đứng thứ 14 với 33 điểm, Burnley đứng thứ 15 với 33 điểm, Brighton xếp thứ 16 với 32 điểm, Newcastle United đứng thứ 17 với 28 điểm, Fulham đứng thứ 18 với 26 điểm, West Brom đứng thứ 19 với 18 điểm. Cuối cùng là Sheffield United 14 điểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về kết quả và bảng xếp hạng của giải Ngoại hạng Anh? Hãy lại ý kiến của mình từ dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu bảng xếp hạng cũng như tin tức bóng đá mới nhất ở các giải bóng đá hàng đầu châu Âu và Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.